Ông Năm ngả người trên chiếc ghế trao. Mùi thuốc lá thơm làm cho ông dễ chịu. Những tàu lá dừa đu đưa xào sạc như sang tay vẫy gọi trăng vàng và biển cả. Câu chuyện của Trung tướng Thái làm ông Năm nhớ lại chiếc thuyền chở vũ khí cập bãi biển tối hôm nào mà ông đã gặp khi lên thuyền xa Bắc. Đó là súng đạn để chuẩn bị cho những cuộc đồng khởi sắp đến của địa bàn chiến trường ông. Súng không đẻ ra chính quyền nhưng tiến hành được chiến tranh cách mạng, nhất thiết phải có súng. Ông Khâm phục hai đĩa và các anh hùng trên biển cả. Họ đã trực tiếp góp phần đưa cuộc chiến tranh đi tới thắng lợi lớn ở miền Nam. Và ông lại sực nhớ đến hình ảnh chấn và sư đoàn 253 đi làm đường giao thông ở Trường Sơn về trung tướng thái nói tiếp cắt dòng suy nghĩ của ông theo kinh nghiệm ở triều tiên rồi đây đế quốc mỹ sẽ tìm mọi cách cắt đứt các tuyến giao thông chiến lược như chúng đã đổ bộ lên nhân xuyên dùng sức mạnh cắt đứt con đường vận chuyển chiến lược nam bắc triều tiên chia cắt nam bắc đất nước này và chúng đã thành công trong chiến lược đó vì thế anh nam ạ à, rồi đây chúng ta sẽ giành giật ác liệt với Mỹ từng tất đất, tất núi, tất biển mới giữ vững được hành lang chiến lược của chúng ta. Ông Nam Mẫn ngửa mặt nhìn lên bầu trời quang đãng đầy sao. Bất giác, ông ngồi thẳng người lên, ngoái sang phía bạn nói. Tôi tin rằng, dù trên núi hay dưới biển, đế quốc Mỹ không thể nào cắt đứt được các tuyến giao thông vận chuyển chiến lược của chúng ta. Có khó khăn nào bằng khó khăn hồi cách mạng tháng 8 mới thành công khi đó chúng ta đã vượt qua được thì bây giờ không có khó khăn nào mà chúng ta không vượt qua được." Trung tướng Thái cười đôn hậu. Anh khẳng định vậy làm tôi nhớ lại chiều nay khi nhìn tàu các anh dàn đội hình chiến đấu trên biển, nhìn các đơn vị xe tăng, các đơn vị pháo phòng không, pháo mặt đất cùng các đơn vị chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích hợp đồng tác chiến, tôi càng nhớ ngày chúng ta mới về Hà Nội khi chúng ta mới bắt tay vào xây dựng và tổ chức bộ quốc phòng và bộ tổng tham mưu hai người ngồi thẳng lên trên chiếc ghế trao khi bà năm mang cà phê và bánh ngọt đặt trên chiếc bàn giữa hai người bà đưa đôi mắt đằm thắm dịu dàng nhìn sang phía trung tướng thái anh thái biết không lâu ngày không được tắm biển nay được tắm suốt buổi chiều tôi và cháu thích quá lúc lên bờ mới thấy mỏi mệt nên ăn cơm xong hai mẹ con đi ngủ ngay trung tướng thái đáp đó là thú của người đi tắm biển chị nam ạ à. đúng thế anh thái ạ à? nói xong bà quay vào nhà để không làm dở sang câu chuyện của hai người giọng trung tướng vẫn đều đều và rất ấm mới có từng ấy năm kể từ ngày pháp bại trận rút ra khỏi đông dương mà hậu phương miền bắc chúng ta quân đội chúng ta đã trưởng thành như vậy Chiều nay, nhìn cuộc diễn tập hợp đồng binh chủng chiến đấu trên biển và trên đất liền, tôi vô cùng xúc động. Tôi có tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của chúng ta. Rồi đây khi bước vào đọ sức trực tiếp với quân viễn trinh Mỹ, với không quân và hải quân Mỹ. Ông Nam Mẫn tiếp lời Trung tướng Thái. Đúng thế, truyền thống của dân tộc ta là thường bắt đầu cuộc chiến tranh với những tên xâm lược không cân sức. Bắt đầu của cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp cũng là như vậy. Trung tướng Thái ngồi thẳng người lên, uống nốt cốc cà phê, nói Anh Nam ạ, à, tôi được biết anh Ba Duẩn sắp đi thăm Trung Quốc và Triều Tiên. Anh ấy có gọi tôi đến để trao đổi những vấn đề về tổ chức và trang bị cho bộ đội trong thời gian tới. Chắc lần này anh Ba sẽ bàn với đồng chí Mao Trạch Đông chuyển trung đoàn không quân về nước. Chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện sân bay Phúc Yên để làm sao đầu tháng 8 tới, các loại phản lực MiG-17 và MiG-19 có thể hạ cánh xuống sân bay nội bài, chuẩn bị sẵn sàng đánh trả không quân Mỹ trong chiến lược chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. Ông Nam Mẫn ngồi hẳn dậy, nét mặt trở nên phấn chấn. Trưa nay anh có hứa sẽ báo cho tôi một tin vui, tôi đang trông đợi đây. Trung tướng cười hóm hình, anh cũng như tôi, làm tướng ai cũng thích có quân. Tôi tiết lộ với anh một tin trước, Bộ đã quyết định tăng viện cho chiến trường anh, một sư đoàn chủ lực, có lẽ cậu trấn làm sư trưởng cùng với mấy tiểu đoàn đặc công và công binh. Sao, anh thấy được chứ? Ôi anh Thái, thế thì thời cơ làm ăn của chúng tôi tới rồi, đó là một tin chắc chắn chứ anh. Chắc chứ? Như vậy chiến trường tôi sẽ bắt đầu một thời kỳ mới, phải có những cú đấm cỡ trung đoàn và sư đoàn mới hỗ trợ được cuộc đồng khởi ở nông thôn đồng bằng phải thế chứ không thì lâu nay địch cứ coi chiến trường tôi là nơi để nghỉ dưỡng chúng tôi đến xấu hổ trung tướng cười về lời nói chân thành của ông năm mẫn đó không phải lỗi của các anh bởi vì chúng ta chủ trương không để cho mỹ hiểu và chờ chúng ta vượt vĩ tuyến 17 họ đã gặp khi bắc triều tiên vượt vĩ tuyến 38 điều lo lắng chung của chúng ta khi quân đông là anh có bảo đảm nổi hậu cần không ông năm mẫn cắt lời bạn Hậu Cần tại chỗ nuôi thêm từng ấy quân là khó, nhưng chúng tôi sẽ bảo đảm được, nếu không có lực lượng chúng tôi lại càng khó hơn. Đồng bằng là một vựa thóc gạo, không mở ra thì chẳng lấy được. Còn vũ khí trước đây dựa vào thượng sĩ Hậu Cần Ngô Đình Diệm và bây giờ là Nguyễn Khánh, đồng thời chúng tôi đang gấp rút mở các trục đường để nối với hành lang 559. Ông Nam mẫn cười và hỏi bạn: anh không nghe báo chí phương Tây gọi Diệm là viện thượng sĩ hậu cần tiếp tế súng đạn giỏi nhất của Việt Cộng sao. Hai người cùng cười, trung tướng nhau mắt nhìn đồng hồ và vội vàng đứng lên chào bà Năm, nói vui. Tôi phải trả anh lại cho chị, thời gian của anh chị rất quý báu mà tôi đã chiếm mất khá nhiều. Bà Năm nhìn trung tướng cười, anh Năm Mẫn vẫn nói phải dành thời gian cho công việc nhưng cũng phải biết chia thời gian cho người thân và bạn bè mà anh với anh năm có phải chỉ là bạn đâu hai anh ngồi lại là nói đến công việc anh cho tôi gửi lời thăm và chúc sức khỏe chị loan cảm ơn chị nhà tôi cũng thích tắm biển lắm nhưng dạo này tôi bận quá nên chưa đi được ông bà năm mẫn tiễn trung tướng ra xe trung tướng ôm ông năm mẫn rất chặt vỗ bàn tay phải vào lưng nói hẹn gặp lại nhau ở hà nội chiếc von gan đổ máy và chạy ra con đường nhựa ông bà Năm Mẫn đi bên nhau, quay lại nhà nghỉ. Ri Sắc Sơn nheo đôi mắt đọc lại bức điện đánh giá tình hình chung để báo cáo về Washington theo yêu cầu của Tổng thống Lyndon Johnson. Nắng mai chiếu qua khung cửa sổ, hắt ánh nắng xuống tờ giấy trắng, làm chói đôi mắt anh ta. Ri Sắc Sơn nhận ra mắt mình đã kém, một dấu hiệu của tuổi tác sau phút làm việc căng thẳng, anh ta lại mơ màng nghĩ đến nàng Kim Chi mà anh ta đã có dịp chiêm ngưỡng đôi ba lần qua sự giới thiệu của anh bạn Tơ. Nàng quả là một cô gái kiểu diễm của xứ Á Đông. Trong chuyến công du sau vụ lật đổ diệm, anh ta có ghé lại nhà nàng nhưng không gặp. Trước đó bằng số tiền bỏ ra không lớn nhưng nhờ tài nghệ của Tơ mà anh ta đã ở được với nàng gần suốt tuần lễ quả là không gì mạnh hơn quyền lực và đồng tiền. Đi Sắc Sơn nhớ lại, lần ấy khi cô gái Việt Nam đẹp tuyệt vời, nằm gọn trong tay mình, cả người anh ta như run lên. Sự khát vọng đã được thỏa mãn, nhưng có một sức mạnh vô hình ở nàng, càng thu hút mãnh liệt, làm cho anh ta phải luôn luôn nghĩ đến nàng. Giá ngày về Mỹ, mình được mang nàng về theo thì sẽ sung sướng và tự hào biết bao sứ á đông này vẫn tự hào về kỷ cương của đạo khổng nhưng tiền của vật chất và lối sống của người mỹ tràn đến đã phá bung được cái đó ri sắc sơn đang nghĩ miên man thì có chuông điện thoại reo anh ta vội vàng nhấc ống nghe của chiếc máy liên lạc trực tiếp tới tòa đại sứ và bộ tư lệnh macv tiếng của một nữ nhân viên văn phòng tòa đại sứ mời anh ta đến gặp đại sứ lốt ngay thời gian trở nên gấp rút. Tuy nhiên, Ri Sắc Sơn cố đọc lại bức điện lần cuối cùng trước khi ký điện cho đánh đi. Mắt nhau lại, anh ta đọc chậm chạp. Những tháng sau đảo chính diệm, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Cộng sản gia tăng lực lượng và hệ số hoạt động tăng gấp bội. Đối phương đã mở những trận đánh phổ biến cấp trung đoàn và trên trung đoàn. Họ có thể tiêu diệt gọn một lúc vài tiểu đoàn hay trung đoàn quân chính phủ phá tan bất cứ lúc nào những căn cứ gọi là hiểm yếu của quân đội Nam Việt Nam. Tấn công ở đâu, hướng nào, lúc nào là tùy thuộc vào ý muốn của họ. Ở nông thôn, từ đồng bằng sông cửu Long đến vùng ven biển miền Trung, nông dân ồ ạt nổi lên lật đổ bộ máy chính phủ ở các địa phương, đốt phá ấp chiến lược, công khai thành lập chính quyền. Nông dân đứng lên bài Mỹ, tuyên bố đứng hẳn về phía Cộng sản phật giáo và các giáo phái cũng như các phong trào đối lập các lực lượng công nhân sinh viên học sinh đều đấu tranh kiên quyết đòi khánh phải từ chức đòi mỹ rút về nước trong nội bộ chính phủ nam việt nam đang diễn ra sự sát phạt lẫn nhau nguy cơ một cuộc đảo chính mới đang chờ sẵn chính quyền khánh đang thoi thóp cuộc sống chỉ tính từng giờ trong ngôi nhà người mỹ thì rất lộn xộn với hàng chục quan điểm khác nhau không mấy ai có thể tin chúng ta thắng cộng sản trong cuộc chiến tranh này. Nếu không kịp thời chuyển hướng chính sách, không kịp đưa quân Mỹ với số lượng lớn vào thì tình hình sẽ xấu đi đến mức chúng ta có thể bỏ lại Sài Gòn, lên máy bay bất cứ lúc nào. Phế bỏ anh em Diệm đã đưa lại hậu quả của một chính sách sai lầm nghiêm trọng. Ri Sắc Sơn gật gù, với bức điện này, anh ta có thể diễn đạt đúng hậu quả xấu trong chính sách của cổ cố tổng thống Kennedy và để tranh thủ tổng thống mới, không gì có thể hợp với khẩu vị của Lyndon Johnson bằng những đánh giá như vậy. Rysacson ký điện và đưa cho người giúp việc sửa sang lại lễ bộ, định giao ô tô đi đến chỗ hẹn của vị đại sứ. Ra khỏi cửa, Rysacson gặp viên đại tá Conan anh ta báo cáo cho Ri Sắc Sơn biết sau những ngày ẩn náu ở một nhà thờ thiên chúa giáo, Ngô Đình Cẩn đã bị bắt. Tướng Đỗ Cao Trí đã nhận lệnh đi giải giáp Cẩn và tịch thu toàn bộ gia sản của ông ta. Cẩn đang bị giam ở khám trí hòa, chờ xét xử. Có tin Minh và Khánh sẽ đem bắn ông ta. Chính phủ Khánh hy vọng cái chết của Cẩn sẽ đem lại một sự hòa dịu trong dân chúng đối với người Mỹ và chính quyền của Minh Khánh. Anh ta hỏi ý kiến của Ri Sắc Sơn giải quyết thế nào về việc đó. Nhưng chuông điện thoại lại reo dồn dập. Ri Sắc Sơn vội vàng quay lại cầm ống nghe và trả lời lốt. Vâng thưa ngài, tôi sẽ đến ngay. Vâng vâng. Ri Sắc Sơn không kịp chia tay con nen, đi thẳng ra xe. Hắn tự hỏi, không hiểu việc gì hệ trọng đã xảy ra mà lốt lại cần mình gấp đến vậy. Chiếc xe lao vun vút, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Ri Sắc Sơn bước vào phòng phiên giám đốc Tổng Nha đã thấy Lốt ngồi ở bàn khách. Trên chiếc bàn rộng có bia rượu, nước ngọt, kẹo bánh và hoa quả. Ri Sắc Sơn cúi đầu và nói Thưa ngài, tôi đã đến theo lệnh của ngài. Lốt đưa tay chỉ vào chiếc ghế, giọng điềm nở. Anh Ri Sắc Sơn, anh ngồi xuống đây. Lốt nhìn Ri Sắc Sơn nói thong thả. Anh Ri Sắc Sơn, tôi đang chuẩn bị gặp một tù binh cộng sản để khai thác hắn một số vấn đề có tính chất chiến lược. Cuộc hỏi cung này xem ra có thể giúp ích nhiều cho anh, vì đây là một đối thủ rất cử khôi, rất đặc biệt. Lốt đang nói, liền ngoảnh lại phía có tiếng động, thấy viên giám đốc nha cảnh sát bước vào, cúi chào xong. Anh ta nói, thưa đại sứ, theo lệnh ngài, tôi đã đích thân dẫn tên tù binh cộng sản số 14 đến. Anh đưa ông ta vào. Viên giám đốc quay lại hất hàm ra hiệu cho cảnh vệ đưa người tù vào ông hà đã được tắm rửa sạch sẽ thay bộ áo quần tù mới bằng thứ vải đen trông thấy ông hà lốt liền đứng dậy nói xin chào ông ông vẫn được khỏe chứ không đợi ông hà trả lời lốt chỉ tay vào chiếc ghế bành đối diện nói xin mời ông ngồi hôm nay tôi rất hân hạnh được gặp lại ông ông cho tôi được bày tỏ lòng biết ơn to lớn của tôi đối với ông nhờ ông mà tôi đã được Ri Sắc Sơn chố mắt ngơ ngác, hết nhìn ông Hà, lại nhìn Lốt. Anh ta tự nhủ, quái, Lốt lại điên rồi sao? Làm sao mà lão lại xử sự với tên tù cộng sản như vậy? Lão nhờ gì ở hắn mà ơn với Huệ? Ri Sắc Sơn nhìn chằm chằm vào ông Hà và nhận ra người tù binh này anh ta đã gặp và đã khai thác. Cuộc hỏi cung của mình và Lenstein đã trở thành cuộc bại cung trước sự phản công của hắn. Cứ sao lốt lại gọi hắn đến đây và dùng những lời lẽ với hắn như vậy. Anh ta quyết định im lặng để xem một cuộc đấu giữa hai võ sĩ hạng nặng. Lốt sẽ tấn công hắn ra sao? Tuy thế, để tỏ rõ trách nhiệm, Ri Sắc Sơn đứng lên và bước đến bên cạnh Lốt, nói nhỏ. Thưa ngài, người tu này là một bí thư tỉnh ủy của Cộng sản. Lốt gật đầu đáp, cảm ơn, tôi đã nghe nha cảnh sát báo cáo về lai lịch của đối phương lốt đưa tay ra hiệu bảo anh ta ngồi xuống ri sắc sơn cảm thấy tự ái xấu hổ trước người tù thông minh này anh ta ngồi xuống mong cho người tù cộng sản kia dần cho lốt một trận để anh ta tận mắt thấy sự mất mặt của lão một con người quen thói kiêu căng và ngạo mạn lúc nào lão cũng tự cho lão là một nhà ngoại giao quý phái tầm cỡ hạng nhất, một nhà chính trị siêu Việt, một nhân vật ưu tú của nước Mỹ, một nhà chỉ đạo chiến tranh thiên tài và cứng rắn. Vô tình hoặc cố ý, mọi người đã khen ngợi lão về những điều ấy, điều mà lão mong muốn khi đặt chân sang Việt Nam. Lốt bắt đầu vào cuộc cắt đứt ý nghĩ của đi sắc sơn. Ông Hà, hôm nay tôi hân hạnh mời ông đến đây để được bày tỏ sự biết ơn của tôi đối với ông. Mong ông cho tôi được nói chuyện với ông với tư cách là một người Mỹ, với một người Việt Nam là ân nhân của tôi. Hành động và đối thoại của ông Hà hôm trước đã làm cho Lốt, một con người vốn kiêu căng ngạo mạn, lần đầu tiên đã biết tôn trọng một con người ở phía đối phương và biết kính nể một dân tộc. Mong muốn hôm nay của Lốt là bằng tri thức của mình, ông ta sẽ chinh phục được ông Hà để ông quay sang hợp tác với Mỹ. Như vậy, theo Lốt, có gì khác một hòn đá ném chúng hai con chim một lúc. Nữ nhân viên phục vụ đã đến mở những chai bia, chai nước ngọt, rót ra đầy những chiếc cốc pha lê trong suốt. Lốt nâng cốc nói: "Xin chúc sức khỏe ông." Ông Hà cầm chiếc cốc đưa lên rồi lại đặt xuống bàn, trong khi Lốt đã cạn một hơi. Lốt nhìn ông Hà, thấy ông Hà tư lự, đôi mắt đăm đăm nhìn ra vườn cây, Lốt hỏi: "Tại sao ông lại không thể uống với chúng tôi một cốc?" mời là quyền của các ông, còn uống hay không là quyền của tôi. Ngày xưa, khi bọn thực dân Anh xâm lược nước ông, nhân dân cả nước ông đang đứng lên chiến đấu, chống lại chúng, thì liệu lúc đó ông có ngồi để nâng cốc và cạn chén với những tên giặc của mình không? Chắc ông hiểu là vì sao tôi đã không cạn chén với ông, vì sao tôi đã không chạm cốc với người Mỹ kia. Ông Hà chỉ vào ri sắc sơn nói tiếp, người Mỹ kia đã từng ra lệnh tra tấn hỏi cung và đe dọa tôi, đã từng ra lệnh cho lũ tay sai chém đầu tôi, nhưng nhân dân của chúng tôi đã vùng lên chống lại. Nhờ thế mà tôi còn sống tới hôm nay. Vậy mà bây giờ, ông bảo tôi có thể đi chạm cốc và cạn chén với các ông. Ô ô, lốt làm ra vẻ ngạc nhiên nói. Tôi biết ông là người luôn biết bảo vệ danh dự và lòng tự trọng của mình. Chắc tôi đã làm một việc mà ông không vừa lòng trong khuôn khổ hôm nay, chúng tôi muốn bày tỏ sự mong muốn của mình là được ông thẳng thắn trao đổi với chúng tôi những suy nghĩ của mỗi bên chung quanh cuộc chiến tranh để có thể tìm ra một con đường đi đúng đắn cho mỗi chúng ta. Lốt dừng lại, đưa mắt nhìn ông Hà. Đầu ông Hà gật gù và đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn ra góc vườn cây. Lốt hỏi, ông có thể cho tôi biết ý kiến ông về điều mà tôi vừa đưa ra? ông hà quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của lốt đáp hiện tại tôi là một tù binh sự sống chết của tôi đang nằm trong tay các ông lốt làm ra vẻ không để ý đến lời ông hà vừa nói hỏi theo ông chúng ta có nên kéo dài cuộc chiến tranh nổi loạn và chống nổi loạn này không ông hà không chần chừ trả lời luôn câu hỏi của lốt xin lỗi ông tôi chưa được biết quý danh của ông nhưng như viên tỉnh trưởng đã giới thiệu thì ông là một học giả, là một học giả, chắc ông cũng hiểu ai đứng về bên nào của cuộc chiến tranh thì suy nghĩ sẽ đứng về bên ấy. Đối với chúng tôi, chúng tôi đang sống những ngày vinh quang nhất, giống như nước Mỹ khi cả nước Mỹ các ông đồng tâm nhất trí đứng lên chiến đấu để đánh đuổi bọn thực dân xâm lược Anh, giành tự do độc lập cho dân tộc và những năm 1774, 1776 ngày nay nếu ông đã nhầm lẫn hoặc đã quên thì tôi có thể nhắc lại những điều mà lốc cơ đã từng nói trong cuốn khai luân về chính quyền rằng bất cứ khi nào các nhà lập pháp tìm cách tước đoạt và hủy hoại tài sản của nhân dân hoặc đặt nhân dân vào ách nô lệ dưới quyền lực độc đoán tức là họ đã tự đặt mình vào chiến tranh và do đó nhân dân không còn buộc phải phục tùng nữa mà dựa vào nơi chúa ẩn chung mà chúa đã dành cho mọi người để chống lại cường quyền và bạo lực đôi mắt ông hà trở nên long lanh trong khi một luồng cảm giác tê lạnh chạy dọc sống lưng của lốt đối thủ đã ra một đường quyền ngoài dự đoán của ông ta ông hà vẫn tiếp tục bằng giọng hùng hồn như một lính chiến mới xuất hiện với ý nghĩa đó chắc ông đã biết ai tự đặt mình vào chiến tranh ai là thủ phạm gây ra cuộc chém giết này nếu các ông, những người Mỹ, đừng dùng vật chất, tiền của và súng đạn nuôi một bọn cường quyền bán nước như Ngô Đình Diệm, Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh để áp đặt một chế độ thi hành mọi ý muốn của Mỹ, thì làm sao nhân dân Việt Nam phải nổi lên chống lại? Người Mỹ các ông đã dùng chính sách xâm lược kiểu mới, nô lệ kiểu mới, thì nổi dậy chống xâm lược, chống ách nô lệ không phải là nổi loạn. Hành động của chúng tôi ngày nay và của người Mỹ trước đây là hành động chính nghĩa của một dân tộc ông hà đưa mắt nhìn lốt đôi mắt lốt vẫn lim dim ngồi nghe một cách chăm chú ông hà nói tiếp là một học giả chắc ông đã nghiên cứu kỹ bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước hoa kỳ bắt nguồn từ tư tưởng của lốc cơ mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng được tạo hóa phú cho một số quyền bất khả xâm phạm trong đó có quyền sống quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. Một khi bất cứ hình thức chính quyền nào có tính chất phá hoại các mục đích đó, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ nó và tiếp tục chính quyền mới của mình. Bản tuyên ngôn độc lập còn khẳng định nhân dân không những có quyền mà có bổn phận phải lật đổ một chính quyền độc đoán, hiện hữu và mọi ách nô lệ khác từ bên ngoài. Để làm việc đó, nhân dân có thể sử dụng bất cứ biện pháp nào có thể có được kể cả việc dùng mọi thứ vũ khí. Lốt nghe khá chăm chú, đôi mắt lim dim nhìn vào lãng hoa tươi đặt trên bàn. Giọng ông Hà vẫn mạnh mẽ. Qua đó, ông đã hiểu vì sao, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc chúng tôi đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc cách mạng tháng 8, cuộc kháng chiến 9 năm đánh đuổi thực dân Pháp. Một nửa đất nước chúng tôi đã được giải phóng, nửa còn lại đang bị các ông thay chân thực dân Pháp nô dịch thông qua một bọn người làm tay sai mà các ông vẫn gọi nó là một chính quyền. Ông Hà nhìn thẳng vào lốt hỏi. Tôi xin hỏi ông, cuộc chiến tranh mà chúng tôi đang tiến hành để đánh đuổi bọn thực dân tham tàn Bắc Mỹ, hiện tại có khác gì cuộc chiến tranh 1775, 1776 mà nước Mỹ các ông đã tiến hành để đánh đuổi quân Anh xâm lược không? cho nên ông đã nhầm lẫn, một sự nhầm lẫn quá lớn. Đây không phải là một cuộc chiến tranh nổi loạn và chống nổi loạn, mà đây là một cuộc chiến tranh ăn cướp và chống ăn cướp. Đối với dân tộc chúng tôi, đó là một sự nghiệp thiêng liêng và cao cả, sự nghiệp giành tự do và độc lập. Hai tay lốt đỏ ửng, tay lốt gõ đều đều xuống thành chiếc ghế ngồi, dấu hiệu một sự kiềm chế của ông ta. Ông Hà vẫn tiếp tục. Xin lỗi ông, còn việc ông hỏi, có nên kéo dài cuộc chiến tranh này không thì kể cả các ông lẫn chúng tôi đều chẳng ai muốn cả. Nhưng đối với chúng tôi, dù muốn hay không thì vẫn phải chiến đấu cho đến khi không còn một tên xâm lược nào trên đất nước mình mới thôi. Bằng giọng vui vẻ, ông Hà nói như một lời khuyên đối với Lốt. Là một người Mỹ, ông hãy tự hào và giữ lấy truyền thống tốt đẹp và những ngày vinh quang trong quá khứ của một nước Mỹ vĩ đại, kiên cường, chống ngoại xâm, một nước Mỹ mà Washington là người cha đã sáng lập và những người con vĩ đại khác như Jefferson, Lincoln, Jackson đã xây dựng nên một quốc gia Hoa Kỳ vững mạnh. Ông Hà nhắc lại bức thư đề ngày 13 tháng 1 1787 mà Jefferson đã gửi Smith rằng nhân dân có quyền cầm mọi thứ vũ khí để đứng lên, chỉ có như vậy mới ngăn chặn được sự thối nát của chính trị và chỉ bằng cách đó mà thôi. Bài diễn văn nổi tiếng của Lincoln đọc ở Hạ nghị viện Mỹ ngày 13 tháng 1, 1884 cũng nói rằng bất cứ ở đâu, bất cứ dân tộc nào đều hoàn toàn có quyền nổi dậy, lật đổ một chính quyền hiện hữu, kết cấu với giặc ngoại xâm để thành lập một chính thể độc lập mới thích hợp với họ. Không kìm chế được nữa, lốt nhìn ông hà nhích mép trái một cách mỉa mai ra hiệu cho ông dừng lại lốt nói ông hà tôi rất hoan nghênh sự am hiểu của ông đối với nước mỹ nhưng ông cần phải nhớ lịch sử và tình hình thế giới hiện tại mà chúng ta đang sống đã thay đổi rồi Người Mỹ sở dĩ phải đến đất nước các ông cũng chỉ vì quá khứ vinh quang ấy. Người Mỹ đã đem súng đạn và máu xương của mình để đưa nền tự do đến với một dân tộc, nhất là một dân tộc yêu chuộng tự do như dân tộc Việt Nam các ông, cốt để cho dân tộc các ông không rơi vào quỹ đạo độc tài và tàn bạo của chế độ cộng sản. Ông Hà nhìn lốt cười mỉa mai nói, ông nhầm rồi, cách quyền và trách nhiệm đi bảo vệ một dân tộc khác như ông nói là cái quyền mà bất cứ một tên thực dân nào xưa nay vẫn nói và vẫn làm ông nên nhớ napoleon bonaparte và hitler đã từng giành quyền đó đối với các dân tộc châu âu và nhân loại trên thế giới là một học giả ông hãy lưu ý người mỹ đừng có ảo tưởng gì đối với dân tộc việt nam người mỹ khi đặt chân lên việt nam đừng chỉ thấy bom rơi đạn nổ nhà cháy và người chết của một cuộc chiến tranh đang diễn ra. Mà cần phải biết cuốn sử ký 4.000 năm chống giặc ngoại xâm của dân tộc chúng tôi. Nếu ông chưa đọc, tôi có thể nói để cho ông biết. Chỉ trong vòng 11 thế kỷ, dân tộc chúng tôi đã tiến hành 13 cuộc kháng chiến cực kỳ vĩ đại để đảm bảo quyền bất diệt của mình là độc lập, tự do và mưu cầu hạnh phúc. Ngày nay, nếu nước Mỹ cố tình không biết đến điều đó thì sẽ tự mình làm mất danh dự cũng như chôn vùi vinh quang và truyền thống tốt đẹp của mình. Ông Hà dừng lại khi thấy da mặt lốt đã đỏ bừng. Hẳn vì máu xô vanh đã bốc lên, cái đầu óc thực dân đang bị chạm mạnh làm ông ta không đủ sức để tự chủ nữa. Đối với bọn thực dân, không phải lời lẽ hay chân lý mà phải là sức mạnh trên chiến trường. Nghĩ vậy, ông Hà lại im lặng ông quay mặt nhìn ra phía vườn mặc cho lốt gạn hỏi ông có đến hàng chục lần khác nữa vốn là nhà ngoại giao sành sỏi quen chịu những cú đấm nặng lốt vẫn tỏ ra bình tĩnh nét mặt vui vẻ ông ta đứng lên gõ đế giày bước đến phía sau ông hà lốt vừa đưa tay vịn vào thành ghế vừa nói ông hà tôi thật sự khâm phục ông ông quả là một trí thức hiểu nhiều biết rộng Vậy cớ sao ông lại đi chiến đấu trong một chế độ độc tài và nghèo đói như chế độ Cộng sản ở Bắc Việt Nam? Ông Hà đã quyết định không lên tiếng đối thoại với kẻ địch vì lời lẽ và chân lý là vô nghĩa đối với chúng. Nhưng trước lời lẽ của Lốt, ông quay phát người lại, đôi mắt ánh lên những tia giận dữ, ông buộc phải tuyên chiến. Ông đã quên lời của Abraham Lincoln, quyền làm cách mạng và chọn lựa chế độ là quyền của mỗi con người và của mỗi dân tộc. Xu thế của loài người là hòa bình, độc lập, tự do và thịnh vượng cho các dân tộc trên hành tinh này. Vì lẽ đó mà mấy chục năm nay chúng tôi đã chiến đấu không tiếc sức, kể cả tính mạng của bản thân mình. Dân tộc chúng tôi và Đảng Cộng sản chúng tôi luôn phấn đấu cho một nền tự do, nhưng cấm không được tự do đói nghèo, tự do giết chóc, tự do thất nghiệp, tự do trộm cướp, tự do bóc lột và đi nô dịch người khác các dân tộc khác